Ngày 23 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội, Vietinbank tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Hồ Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Trọng Du, Phó Chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thiếu tướng Ngô Quốc Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an. Về phía Vietinbank, có ông Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt các khối, phòng, ban, đơn vị, chi nhánh trong hệ thống Vietinbank và đông đảo cổ đông có quyền biểu quyết. Trong báo cáo của Hội đồng Quản trị, tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, ông Lê Đức Thọ khẳng định, trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay, Vietinbank luôn luôn đổi mới và tái cấu trúc toàn diện hoạt động, hướng tới chất lượng, hiệu quả theo thông lệ quốc tế, thực thi mạnh mẽ quản trị theo chiến lược, phát triển hoạt động kinh doanh trên cơ sở, lấy khách hàng làm trọng tâm, đột phá về nền tảng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, phù hợp với quy mô tăng trưởng và mức độ phức tạp gia tăng trong hoạt động kinh doanh, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đổi mới công tác quản trị nguồn nhân lực, chủ động đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh. Tổng tài sản đến hết năm 2018 của Vietinbank đạt hơn 1,16 triệu tỷ, gấp 2 lần năm 2013, nguồn vốn huy động gấp 2,3 lần, quy mô dư nợ tín dụng gấp 2,2 lần năm 2013. Tại đại hội, với sự nhất trí cao, Đại hội đồng Cổ đông Vietinbank đã thông qua nhân sự trúng cử Hội đồng Quản trị Vietinbank nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 8 ông bà là ông Lê Đức Thọ, ông Trần Minh Bình, ông Trần Văn Tần, bà Trần Thu Huyền, ông Nguyễn Thế Huân, bà Phạm Thị Thanh Hoài, ông Hiroshi Yamaguchi, ông Hideki Takase, thành viên Ban Kiểm soát Vietinbank nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 3 ông bà là bà Lê Anh Hà, bà Nguyễn Thị Anh Thư, ông Nguyễn Mạnh Toàn. Cũng tại đại hội, Cổ đông Vietinbank thông qua hai phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Vietinbank quyết định phương án phân chia lợi nhuận sau khi trình các cơ quan có thẩm quyền. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thạnh đồng tình cao với báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Vietinbank. Ông Nguyễn Văn Thạnh tin tưởng Vietinbank tiếp tục phát triển bền vững, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, luôn khẳng định là một trong các tổ chức tín dụng hàng đầu tại Việt Nam, top đầu tại khu vực và châu Á. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, minh bạch theo đúng các quy định của pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Vietinbank đã thành công tốt đẹp. Kết quả đó là động lực để Vietinbank phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.